Trận này đi đánh đỉnh cao đi cầy tốt nhưng mà gặp bet floor anh em ạ, à, team mình không chịu cấm. Rồi bây giờ vào cầm floor tinh hệ. Ăn thì vẫn ăn được thôi nhưng mà mình phải đi farm đầu game nữa, lết về mới ăn được. Còn tầm này thì làm sao ăn được nó? Phải bắt AD ấy trước giữa game mình mới ăn được floor cơ. Nhưng mà phải mình phải một hai người mới ăn được một mình mình làm sao ăn được. Nhìn đây này. Đấy chỗ này chạm chán floor luôn, múa floor này may có cá nó vụt cho đấy không là mình cũng đi với ông bà ông vải rồi. Đấy Ăn được phò lo là bây giờ đang ăn rồng À, đây, à đây. đi Địt mẹ mày Đang ăn rồng Đi đâu bay ra cướp cái này Chết Giết luôn Ngôi nhờn Đang ăn tà thần lại Tiếp tục hai ông bà đấy Thế rủ nhau Xong kiếm hợp bích là như thế nào ấy nhỉ à, Ăn con rồng cũng không yên Giờ xuống thả thần lại Tiếp tục hai ông này Sợ thật ông muốn ông đòi ăn tôi ông ăn tôi hộ gái Ăn được ông ăn đi Đây đấy đấy Băng xương ăn đi Dậy mà múa Đây pha này ông múa tôi xem mày ông múa đi Ờ đúng rồi, múa khét vào, múa đi Tôi có mít bảo vệ rồi, tôi không làm sao đâu Đây này Múa đi, múa đi, dậy múa đi Sao không múa, dậy múa đi AD bị nghiêu gọi cả tem rủ AD chia tay anh em ạ Ui, pha này là tem mình lại Bắt đầu không thấy ai đấy Mình vẫn có cách đỡ nhà riêng của mình tôi ăn lính là tôi đố mấy ông win được đấy Tôi hy sinh, tôi ăn lính luôn Hy sinh vì Cao cả, vì đồng đội Ăn lính Tôi đố mấy ông win được luôn Win đi, win được, win hộ tôi cái Nào rồi đấy giờ tem tôi lại ra này giờ tem tôi ra rồi tôi câu giờ tôi pha này lại câu giờ tiếp vì tem tôi là còn ba người thôi ba thì vẫn hơn bốn đúng không ba vẫn hơn bốn cho nên là tôi chọn tôi tôi tôi, tôi câu giờ để cho hai người tem tôi ra đấy tôi chọn cái câu giờ để hai người tem tôi ra và bây giờ là đấy bốn người rồi ăn xong giật thần này chạy xuống dưới này là bốn người rồi phải cả trận này cá đẩy lẻ win anh em ạ nói thật phờ lo không có tuổi với tôi tem bạn cũng thế thôi trận này gặp cụ Ezo thì coi như tắt điện mà phờ lo mua hai thật hai mươi mạng đấy